Kèo thơm mọi người ơi, kèo rất là thơm, khách này rất là gộp rồi, từng muốn bán nè anh chị ơi, cái khách này rất là muốn bán luôn. Đây các anh chị nhìn thấy nha, đây là giai đoạn 2, bạn đã đứng ở giai đoạn 2 nha, có một lô 5x30, anh chị thấy đây là đường giai đoạn 2 nha, để em quay rõ cho anh chị thấy, đây, còn những cái nhà mà anh chị thấy cái mái ngói mà đỏ, dọc đó là mặt tiền quốc lộ 14 nha, mặt tiền quốc lộ 14, đó các anh chị thấy không, mặt tiền quốc lộ 14 ở ngay trung tâm phường Minh Thành luôn, thì đây sẽ có một cái đường ngay vuông góc với cái này, đây là đường D5, là đường trục chính xuyên suốt của giai đoạn 4 đó. Đây là đường 25m, là đường thương mại xuyên suốt của giai đoạn 4. Và giai đoạn 4 này thì khoảng 12 tháng nữa thôi là sẽ trải nhựa hết. Bây giờ các anh chị thấy là đang lưu đường, đã thả cống, lắp cột rồi. Anh chị nhìn xa sẽ thấy cái cống nước đó, cống bê tông hạ tầng đang làm. Đấy, thì ngay chỗ vị trí Bảo đứng ngay đây thôi anh chị, ngay vị trí này thôi đó, ngay ngã tư này thôi đó, là đi vào đây khoảng 800m là lô đất của chúng ta, là gần với sát với lại một cái ngã tư đường D5 này, giao với một cái đường lớn nữa 22m đó, chỉ có 490 triệu thôi anh chị. Hồ sơ công chứng, phòng công chứng bình thường nha anh chị. Anh chị nào quan tâm đầu tư đất mà để dành được 1-2 năm tới, hãy liên hệ với Bảo nhà, giá rất là rẻ luôn, chỉ có 490 thôi, khách rất là ngợp rồi anh chị nha. Đây, như các anh chị nhìn thấy cái tuyến đường D5 này, nó không phải đi xa đâu anh chị, nó là song song với mặt tiền quốc lộ 14 luôn đó. Quốc lộ 14 là đó, các anh chị thấy không? Đó, quốc lộ 14 như thế này. Thì cái đường này nó đi song song luôn, nó đi song song luôn. Phía bên kia là chúng ta đã có giai đoạn 3 là đường Hồ Chí Minh bên đó rồi. Nhưng Bảo đánh giá bên này đó nó không cao bằng giai đoạn 4 này, bởi vì chỉ nó gần với quốc lộ 14 hơn và nó song song luôn anh chị, song song. Ở chỗ này là hướng vào trung tâm của trung tâm hành chính của thị xã Trân Thành, gần hơn rất nhiều nha, gần hơn chỗ Bảo đang đứng luôn anh chị. Đó, cái hướng này là song song với quốc lộ 14, anh chị thấy không? Đó, vuông góc với lại trung tâm hành chính Trân Thành luôn nha anh chị. Cho nên là anh chị nào mà quan tâm mua lô này rất là ok luôn nha anh chị.